Wow, nhìn nè các bạn ơi, mình phát hiện ra ở đây có một con khủng long rất là to lớn và đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ cùng nhắc lên cho các bạn cùng xem chúng ta sẽ có con khủng long gì nha. Ta-da, trên tay mình đây là con khủng long Acrocanthosaurus. Đây là một con khủng long ăn thịt và di chuyển bằng hai chân. Cơ thể to lớn săn chắc và đầy cơ bắp luôn. Hàm răng thì rất là chắc khỏe nha các bạn ơi. Một con khủng long rất là đẹp đúng không nào các bạn? Tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ thử tìm kiếm trong đây xem còn những con khủng long nào khác nữa không nha. Let's go. Sẽ tiến lại gần và xem chúng ta sẽ có những con khủng long nào nha. Wow, ở đây là những con khủng long rất là đẹp luôn đó các bạn ạ. Wow, bắt đầu từ trái qua phải chúng ta sẽ có là con khủng long Velociraptor, một con khủng long ăn thịt màu xanh lá cây. Nó di chuyển bằng hai chân rất là nhanh luôn đó các bạn. Mình sẽ bỏ vào đây gần con khủng long Acrocanthosaurus. Và tiếp theo là con khủng long màu đỏ. Đây là con khủng long Bentacaratus, thuộc họ khủng long ba sừng, ăn cỏ và di chuyển bằng bốn chân. Bentacaratus. Tiếp theo chúng ta sẽ có là con khủng long Onlosaurus. Nó có cơ thể màu xanh da trời. Đây là một con khủng long ăn thịt rất là hung dữ và nguy hiểm luôn nha các bạn. Onlosaurus. Xa xa bên này chúng ta có một con chim khủng long mỏ dài. Đây là Papoteralodon. Và đương nhiên nó đã bị tuyệt chủng từ rất là lâu rồi. Hai bàn tay ở hai bên cánh sẽ giúp cho nó cầm nắm con mồi được dễ dàng hơn đó các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ có đây là một con khủng long Carnotaurus. Dọc cơ thể của nó đều là những chiếc gai rất là sắc nhọn luôn đó các bạn ơi, chạy dài từ đầu cho tới đuôi luôn. Ngoài ra thì ở trên đầu của nó có hai cái sừng rất là to lớn, trông rất là đẹp đúng không nào. Carnotaurus. Ok, tiếp tục nha các bạn ơi. Wow, nhìn nè các bạn ơi, ở đây chúng ta có rất là nhiều con khủng long khác nhau và đẹp luôn. Ngoài ra có một cây búa rất là đặc biệt cùng với một cái đầu con khủng long bạo chúa rất là to. Chúng ta sẽ thử tiến lại gần và xem coi mình sẽ có những gì ở đây nào. Đầu tiên là một con khủng long ăn thịt. Đây là Keratosaurus, thuộc họ khủng long ba sừng và di chuyển bằng hai chân. Rất đẹp đúng không nào các bạn. Còn đây là Bajadasaurus, một con khủng long ăn cỏ. Nó có một cái cổ và cái đuôi rất là dài luôn. Nó di chuyển bằng bốn chân nên nó đi rất là cứng cáp. Trên đầu của nó còn có rất là nhiều những chiếc gai có hình xoắn ốc đó các bạn. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một con chim khủng long nữa. Đây là Cynonithosaurus, một loài chim cũng đã bị tuyệt chủng từ rất là lâu rồi. Chiếc cơ thể của nó được phủ rất là nhiều màu sắc khác nhau, trông rất là sặc sỡ và vô cùng bắt mắt. Cynonithosaurus. Phía bên này chúng ta vẫn còn rất là nhiều những con khủng long khác nhau. Và mình sẽ thử nhấc một con khủng long lên. Trên tay mình đây là con khủng long Dracoceratops. Nó có một cái đầu hình tam giác, một cơ thể màu xanh lá cây và một khuôn mặt màu đỏ. Đây là một con khủng long ăn cỏ và di chuyển bằng hai chân. Tiếp theo là con khủng long Dracoceratops. Đây là con khủng long ăn thịt nha. Nó di chuyển bằng hai chân thôi. Ngoài ra thì hai bàn tay nó sẽ có những cái móng vuốt rất là dài và vô cùng sắc nhọn.
là một con cá mập khổng lồ này các bạn ơi. Đây là Megalodon, một loài cá mập khổng lồ đã bị tuyệt chủng từ rất là lâu rồi. Và khi trưởng thành nó có thể đạt kích thước tối đa lên tới là 18,2 mét và nặng lên tới 60 tấn luôn đó nha. Chắc các bạn đã biết con khủng long này rồi đúng không? Đúng rồi, đây là con khủng long Stegosaurus, là một con khủng long ăn cỏ và di chuyển bằng 4 chân. Ở trên lưng của nó sẽ có rất là nhiều những chiếc gai to và có cả màu đỏ nữa, trông rất là phô trương. Stegosaurus. Và không thể bỏ qua cây búa này được. Đây là cây búa của thần sấm Thor. Một cây búa rất là đặc biệt đúng không nào? Hai bên hông cây búa là những hình vẽ họa tiết được điêu khắc và chạm trổ rất tinh xảo và đẹp mắt. Thân cây búa có màu đỏ cho mình cảm giác cầm nắm rất vừa tay và thoải mái. Rất tuyệt vời các bạn ơi. Quay trở lại, có một con khủng long Dimetrodon đang đứng ở đây. Các bạn có thể để ý ở trên lưng của nó là sự kết hợp của rất là nhiều những chiếc gai cao được kết liền lại với nhau, tạo nên một hình dáng rất là đẹp và đặc biệt với con khủng long Dimetrodon này đó các bạn. Ngoài ra mình có một con khủng long rất là to lớn và đẹp ở đây. Wow, các bạn có thể thấy nó có thể há miệng ra được nè các bạn. Một hàm răng rất là chắc khỏe cùng với nhiều những chiếc răng sắc nhọn. Cơ thể thì săn chắc và đầy cơ bắp luôn. Trên lưng của nó có rất là nhiều những chiếc gai. Rất đẹp đúng không nào các bạn ơi. Đây là con khủng long Indominus Rex. Và cuối cùng là hộp đồ chơi mang hình dáng con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex. Phía bên trong chúng ta sẽ có rất là nhiều những con khủng long khác nhau, đầy màu sắc luôn. Các bạn có thể kể tên được bao nhiêu con khủng long ở đây nào? Hãy để lại bình luận ở dưới cho mình cùng biết với nha. Và đây là toàn bộ những món đồ chơi mô hình khủng long của chúng ta ngày hôm nay. Rất đa dạng các con khủng long khác nhau và đầy màu sắc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.